Thầy thông báo với lớp mình là hôm nay thầy sẽ livestream cái buổi học của mình để các bạn ở ngoài cùng học nhé. Trước hết là thầy đề nghị tất cả các bạn ở trong lớp mình ấy là bật camera lên. Nếu bạn nào mà không bật camera là rất có thể là anh quản lý lớp học sẽ mời ra ngoài đấy. Con chào thầy ạ. Chào con. Con chào thầy. Con chào thầy. Con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Chào con. Con chào thầy. Con chào thầy kia. Chào con. Thầy chào các bạn của lớp 5A. Hôm nay thầy livestream cái buổi học của mình để các bạn ở bên ngoài cùng học. Thì thầy đề nghị các con thứ nhất là các bạn hãy bật camera lên. Nếu bạn nào mà không bật camera thì rất có thể là anh quản lý lớp học sẽ mời ra ngoài. Bởi vì là chúng ta cần phải bảo vệ cái lớp học một chút. Đấy. Để tránh trường hợp là có những người ngoài người ta lọt vào lớp học của mình nhé. Thế thì các con phải bật camera lên. Đấy. Nhất là nếu như bạn nào mà không bật lên là thầy cho ra ngoài đấy.
Thế còn cái thứ hai là mình học bình thường, tương tác với nhau bình thường, không có vẫn không có cái không có cái gì khác cả. Đấy, cứ nhiệt tình nhá và mạnh dạn. Đấy, kể cả phát biểu rồi trao đổi như bình thường, không có vấn đề gì. Thầy Kiên thay mặt cho các bạn học trò ở lớp 5A xin kính chào các quý vị phụ huynh, các con học sinh và toàn thể các bạn ở trên đang theo dõi livestream trên kênh TikTok, Facebook và YouTube. Hôm nay thầy Kiên mời các con, các bạn và quý phụ huynh tham gia cái buổi học của lớp lớp 5A, với nội dung là các bài toán và các kỹ năng tính toán với phân số, với số thập phân là cái nội dung mà các bạn học sinh lớp 5 đang học ở trên ở chương trình chính thức. Thì ngoài các nội dung cơ bản thì thầy Kiên sẽ dạy một số cái kỹ năng mà có thể nói là mở rộng một chút để các con vận dụng sáng tạo vào trong việc học cũng như là việc tức là vận dụng sau này trong cuộc sống của mình. Thế thì thầy cứ đề nghị các bạn ở trên các kênh livestream ấy, nếu mà có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể là đặt câu hỏi ở trên ở các comment đấy, và thầy Kiên sẽ nhờ người tổng hợp lại để gửi, để thầy Kiên sẽ giải đáp sau cái buổi học hôm nay. Thế thì rất mong là quý phụ huynh, các con và các bạn ở đang xem livestream chia sẻ cái buổi livestream này. Chia sẻ cái buổi livestream này để nhiều bạn học sinh được biết và cùng tham gia học cùng với lớp 5A. Chúng ta bắt đầu các con nhé. Bắt đầu đi thầy. Đây thầy bắt Ba. đầu đây. Bạn nào đang mở tivi ở nhà thì tốt nhất là mình tắt tivi đi. Bạn Sơn Tùng đúng không? Đúng không? Vũ Sơn Tùng đang mở tivi đúng không? Tắt đi nhé. Thầy đang chưa quay thầy ơi. Thầy chưa bật quay thầy ơi. Bây giờ thầy bật quay đây. Thầy chưa record hả thầy? Đây thầy ghi. Rồi, cảm ơn các con đã nhắc. Tí nữa thì thầy quên. Chúng ta bắt đầu nhé. Cái buổi hôm nọ thì mình sau hôm học xong thì thầy bận quá, thế thành ra là thầy không gửi sớm được cho các bạn bài tập. Cho đến mãi hôm qua nhỉ, hình như tối hôm qua thầy mới gửi bài tập. Đấy. Thế thì bài tập trong cái buổi hôm vừa rồi thì nó không khó lắm, nó đơn giản. Đấy, nhưng mà đó là những kỹ năng có thể nói là rất là hay, rất là hay, rất là quan trọng. Đấy. Thế thì các con sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bài tập. Và hôm nay thì mình chưa có nhiều bạn nộp. Mới có 4 bạn nộp thì có lẽ đây là 4 bạn mà thầy phải dành lời khen. Thầy khen các con nha, rất tích cực. Đấy, trong có một buổi chiều mà chúng ta hoàn thành được bài tập và nộp cho thầy. Thì như thế là thầy rất là
Các con rất là đáng khen. Tuy nhiên các bạn còn lại thì sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bài tập của mình và nộp cho thầy vào tối chủ nhật, à tối thứ năm đúng không? Đúng là tối thứ năm nhé. Con chào thầy. Dạ, chào con. Con vô hơi muộn tí. À. Với lại là thầy quên gửi bài tập nên con còn chưa có rảnh để mà làm nữa. À, thầy biết rồi. À, thầy vừa nói ấy là bài tập thầy đã gửi rồi, hơi muộn, cho nên là các con cứ dành thời gian để hoàn thiện và gửi cho thầy. Đấy, từ nay đến cuối tuần cũng được. Và có lẽ là những cái bài này thì thầy sẽ chữa sau. Những cái bài này nó rất là hay. Nó là những kỹ năng tính toán, tính nhẩm với các số thập phân. Đấy, rất là hay. Thì nếu như mà có cái điều kiện mà chữa luôn cho con trong cái buổi hôm nay thì rất là hay, bởi vì có nhiều bạn học sinh ở bên ngoài tham gia livestream thì các bạn cũng sẽ được nắm được những cái kỹ thuật này. Nhưng mà thôi, tại vì là các con chưa kịp làm cho nên là thầy sẽ dành cái buổi chữa cái bài tập cho hôm sau nhé. Thế thì trong những cái buổi vừa rồi chúng ta đã học về số thập phân. Trong đó thì các con đã được học ở trường, trong chương trình chính thức thì các bạn đã được học ở trường về ý nghĩa của số thập phân, hiểu nó là như thế nào. Đấy, các bạn đã hiểu rồi, phép cộng trừ thì thực hiện ra sao. Đấy, và thầy đã cung cấp cho các con một số kỹ năng tư duy để tính thuận tiện giá trị của một biểu thức với số thập phân. Và chúng ta đã học đến các biểu thức cộng trừ. Các biểu thức cộng trừ. Trong đó thì nó có một số kỹ năng mà các con cần phải ghi nhớ. Thứ nhất là kỹ thuật tính nhẩm các phép cộng và trừ số thập phân. Số thập phân. Thế thì nó có một số kỹ thuật. Một là kỹ thuật tính tách ra để tính, ta cộng và trừ phần từng phần. Phần nguyên cộng trừ riêng, rồi phần thập phân cộng trừ riêng. Sau đó ta cộng kết quả lại với nhau. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta đã học cách để tính tìm phần bù thập phân. Đấy, phần bù thập phân là một khái niệm mà nếu như có lẽ là các con sẽ rất là khó để tìm ở các tài liệu tham khảo khác. Cho nên là các con cố gắng xem lại cái video clip. Đấy, nếu bạn nào chưa nắm được, và dứt khoát các bạn phải nắm được cái cách để tính nhanh phần bù thập phân, bởi vì đây là cái phép tính cực kỳ nhiều ứng dụng. Như thầy nói đã vô cùng nhiều ứng dụng. Theo thống kê của thầy thì đây là phép tính mà ứng dụng nhiều nhất trong tất cả những phép tính mà mình cần. Đấy. Phép tính không phải là nhân chia mà chính là cộng trừ. Kỹ thuật tính phần bù nó sử dụng hàng ngày. Khi mà các con ví dụ như là những người bán hàng cũng cần, những người mua hàng cũng cần, rồi tính nhẩm cái gì cũng cần. Đấy, cho nên là các con cố gắng học cái kỹ thuật đấy cho thầy nhé. Cái kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật mà trừ cộng trước đi, cộng với một số mà gần gần bằng cái số thuận tiện nào đấy thì chúng ta cộng quá lên rồi trừ đi, cộng quá lên rồi trừ đi. Đấy, hoặc là muốn trừ đi một cái số nó gần bằng một số thuận tiện thì ta trừ quá đi rồi ta cộng thêm vào. Đấy là những kỹ thuật cơ bản. Thế ngoài ra thì sau này chúng ta còn một số kỹ thuật khác nữa. Đấy. Thì mình sẽ dần dần mình khi khi mà ta sẽ học thêm các cái kỹ thuật về nhân chia bổ sung dần. Hôm nay thầy sẽ chuyển sang cho các con cái nội dung mới, đấy là nội dung về bài về nhân, phép nhân số thập phân. Thầy Phải viết cái ơi, tiêu đề ơi. con Sao hả năm Khánh Đinh? sau còn chưa gần đến số thập phân nữa, nhưng mà cũng sắp đến là nhân số thập phân rồi. Đang ở phần luyện tập trong sách giáo khoa, luyện tập chung này. Đa số các bạn thì đang Chưa học học. hoặc là chưa học, đa số là đang học hoặc là chưa Tình học. yêu, ưng hỏa cô ý. Cái phép nhân số thập phân đấy ở trong chương trình chính thức của chúng ta ở trên lớp
Kết cấu theo khung chương trình là đâu chừng khoảng độ 4 đến 6 tiết, trong đó có cả 4 tiết luyện tập. Đấy, 3 tiết luyện tập và 3 tiết là nhân. Phép chia mình tính sau nhá, phép nhân. Thế nhưng mà có cái điều như này này, là thực ra thì cái bản chất của phép nhân số thập phân ấy, nó rất là đơn giản, dễ hiểu thôi. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể là gộp. Đấy, thầy sẽ dạy gộp cho con kỹ năng, các kỹ năng nhân số thập phân để các bạn hiểu hiểu ngay là nhân số thập phân là gì và thực hiện nó như thế nào. Đấy, và cũng chỉ chắc trong vòng từ khoảng độ 15 30 phút thôi thì các bạn sẽ biết cách để thực hiện. Đấy, và có thể thầy hy vọng là với cái bài giảng hôm nay thì rút ngắn được cho các con cái thời gian học ở trên lớp. Đấy, và các bạn có thể hiểu ngay. Thế đầu tiên thì thầy muốn chúng ta hiểu một chút là để làm cái gì? Nhân số thập phân để làm gì? Để làm gì? Câu hỏi này nó có vẻ nó hơi vô lý một tí. Nhân là để nhân, đúng không? Có hai số thập phân để mà Rất nhân với dễ nhau, hiểu. nhưng mà nó ứng dụng vào việc gì? Đấy. Thì chúng ta có thể hiểu như này. Có vô vàn tức là không đếm xuể những phép tính, những đại lượng mà có liên quan với nhau bởi những phép tính. Đấy. Hay lấy ví dụ như là có những cái đại lượng như này, chẳng hạn đơn giản nhất là các bạn có thể hình dung được là một cái hình chữ nhật mà có chiều dài là A và chiều rộng là B. Thế khi mà các con tính diện tích của nó thì nó chính là bằng gì? A nhân B, đúng không? Đây là phép nhân. Thế nếu như mà A và B của ta, chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật này là số tự nhiên. Nếu A và B là số tự nhiên thì chúng ta có cái phép nhân hai số tự nhiên. Đấy, thì A nhân B chính là số phép nhân hai số tự nhiên. Thế nhưng các bạn biết là gì? Là số đo chiều dài thì có thể không hẳn là số tự nhiên, mà nó có thể là số thập phân, nó có thể biểu diễn bằng số thập phân. Nếu như A và B tức là các số đo chiều dài là số thập phân thì đương nhiên chúng ta cần đấy, thập phân đương nhiên chúng ta cần tính diện tích. Đấy, thì ta phải thực hiện phép nhân số thập phân thôi, đúng nào? Nó rất đơn giản như thế. Thế thì đây chính là những cái mà ứng dụng, và đây chỉ là một ví dụ thôi. Có vô vàn ví dụ, rất rất nhiều chúng ta cần đến phép nhân. Thầy lấy ví dụ cụ thể hơn, chẳng hạn như là một hình chữ nhật của ta có một chiều dài, chẳng hạn như là cái mặt bàn, chẳng hạn một cái mặt bàn thì chiều dài của cái mặt của cái bàn cỡ khoảng độ 1,2 m, 1,2 m. Còn chiều rộng của cái bàn thì các con thường gặp cái bàn là cỡ khoảng độ 0,6 m, ví dụ như thế, 0,6 m. Thì chúng ta có diện tích của cái mặt bàn tính theo đơn vị mét vuông chính là bằng 1,2 nhân với 0,6. Đấy, đơn vị là mét vuông. Thì đây chính là phép nhân hai số thập phân. Đấy. Và mình có vô vàn những cái ứng dụng như thế. Như vậy có thể nói, tức là một cái ví dụ đơn giản như thế này để các con thấy là nó vận dụng rất là nhiều. Thầy nhắc lại các con một chút. Tất cả các bạn Anh Châu, bạn Bách, bạn Sơn Tùng, bạn Đức Minh, bạn có một bạn Tân Thanh nhỉ? Thầy mời các bạn bật hết camera lên. Trong tức là thầy muốn là tất cả các bạn phải có camera. Nếu các bạn không có camera thì thầy sẽ buộc phải mời các bạn ra ngoài lớp học. Bởi vì thầy cần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lớp học của mình vì trong buổi hôm nay nhá. Đấy, thì bạn Bảo Khánh quay camera làm sao để cho thầy nhìn thấy mặt con nào. Đấy, các con chú ý nhá, đừng 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 tắt đi. Bạn Thông Trần nữa, Trọng Thông bật camera lên. Rồi. Vậy thì cái phép nhân số thập phân nó có nhiều công dụng lắm chứ không phải đơn giản. Thế thì ta sẽ thực hiện nó như thế nào? Thầy xóa nó đi nhé, thôi để tí nữa. Thôi thầy xóa đi nhé.
Cái phép nhân số thập phân đấy, để mà hiểu được là bản chất của phép nhân số thập phân thì mình sẽ đi hiểu về cái bản chất của số thập phân đã. Số thập phân thì bản chất của nó là cái gì? Thông thường thì ta thường À, thầy hỏi một chút là bạn Tân Thanh nhỉ? À? Tân Thanh là ai đấy? Là bạn gì đó, là bạn gì đó. Thế thì đấy là bạn Tấn Thành ạ. Tấn Thành. Ờ. Thế thì của con Tấn đó. Thành bật camera nào. Thế thì của con bị giật thế này. Bạn không có camera thầy. Rồi. Ta hiểu về bản chất của số thập phân để ta xem phép nhân của nó như nào. Thế bản chất của số thập phân chúng ta thường hiểu về số thập phân đấy thông qua một cái khái niệm ta gọi là phân số thập phân. Đấy. Ví dụ như thế này, chẳng hạn như cái số 0,3 chẳng hạn, thì bản chất của 0,3 là gì? Đó chính là 3 phần 10. 3 phần 10. Cái này thì các con hiểu rồi đúng không? Bản chất của số thập phân chính là phân số thập phân. Trong đó một đơn vị được chia làm 10 phần. Đấy, thì ta lấy 3 phần, nó chính là 3 phần 10. Đây, đây là cái định lượng của nó này. Hay giả sử đây là 1 mm, à 1 cm, một giả sử đây là 1 m đi. Đấy. Thế thì nếu ta chia 1 m này, chẳng giả sử như là 3 phần 10 m, tức là 0,3 m thì bằng 3 phần 10 m. Nếu ta chia 1 m này thành 10 phần. Đấy, chia thành 10 phần. Chia thành 10 phần. Thế thì nếu ta lấy 3 phần. 3 phần. Nhìn em nhé. Nhìn em xin đấy. Bạn Xuân Trường, tắt mic. Được chưa? Dạ. Nếu như chúng ta lấy 3 phần thì ta có 3 phần 10 mét. Và đây chính là bằng 0,3 mét. Đấy. Cái định lượng và hiểu về bản chất của cái số thập phân nó như thế. Thế như vậy ta sẽ đi, nếu như ta đi nghiên cứu về phép nhân số thập phân thì ta sẽ đưa nó về phân số thập phân để hiểu xem là thực hiện như thế nào cho nó. À, tức là ta sẽ rút ra cái công thức để tính. Thế thì ví dụ khác đi, chẳng hạn như là cái số 1,234 đi. Thì nếu viết nó dưới dạng phân số thập phân thì nó sẽ thành là bằng 1, 2, 3, 4 phần nghìn. Trong đó 234 là một cái phần thập phân có 3 chữ số thập phân. 3 chữ số thập phân. Thì một đơn vị sẽ coi như là 1 phần nghìn. Đấy, 234 phần. 234 phần nghìn. Đấy, và thêm số 1 nữa. Thì tức là 1.234 sẽ 1,234 sẽ bằng 1.234 phần nghìn. Đây là viết số thập phân dưới dạng phân số thập phân. Hay là 12,34 viết dưới dạng phân số thập phân bằng gì các con? Bằng gì? Nếu viết 12,34 dưới dạng phân số thập phân thì ta được cái gì? 1.234 phần 100 này. Đúng rồi, 1,234 phần 100. Đấy. Thế giả sử như là 1, 2, 3, 4 thì sao? Bằng gì? Bằng gì nhỉ? 1.234 Đúng rồi, chính xác. 1, 2, 3, 4 phần 10. Đấy. Đây chính là cái biểu diễn dưới dạng phân số thập phân. Thế thì để mà hiểu về phép nhân số thập phân ấy, phép nhân số thập phân thì các con hãy biến nó trở thành phép nhân với phân số thập phân, mình sẽ cảm thấy nó dễ hiểu hơn. Thầy sẽ lấy một cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn như chúng ta muốn nhân, đấy, ví dụ như chúng ta muốn nhân là 12 mà nhân với 0,03 chẳng hạn, 0,04 đi, 0,04, ví dụ thế. Thế để nhân 12 với 0,04 thì các con có thể viết nó, tức là có thể là viết nó dưới dạng là phân số thập phân bằng 12 nhân với 4 phần trăm. Đúng không nào?
Biết nghe có được không? Vì bản chất 0,04 chính là 4%. Bằng 12 nhân với 4 rồi chia cho 100. 12 nhân 4 chia cho 100. 12 nhân 4 thì bằng 48 và chia cho 100. 0,48. 0,48. Thế bằng bao nhiêu? 0,48. Đúng rồi. Và chúng ta được 48 chia cho 100 bằng 0,48. Đấy. Thế thì từ đây chúng ta thử xem là có một cái quy tắc nào. Thôi, một cái ví dụ khác nữa. Chẳng hạn, ví dụ như là 1,4 nhân với 0,3 chẳng hạn. Đây là hai số thập phân nhân với nhau. Thế ta viết 1,4 bằng 14/10. Còn 0,3 chúng ta sẽ viết nó thành là 3/10. 3/10 đúng không? Thầy thay đổi một chút đi để cho nó khác khác một tí nhá. Ví dụ chỗ này là 0,14 đi. 0,14 nhân với 0,3. Tức là 0,14 thì bằng 14% nhân với 3/10. Và chúng ta thực hiện là phép tính nhân hai phân số thì nó chính là bằng 14 nhân với 3 phần 100 nhân với 10. Đấy, 100 nhân với 10. Tức là bằng 42/1000. Đấy. Và các bạn sẽ viết nó thành số thập phân là 0,042. Đúng chưa nào? Thế thông qua mà cái hai cái phép tính này ta thử xem là vậy thì có phải bao giờ chúng ta cũng khi nhân hai số thập phân có phải bao giờ ta cũng phải viết nó thành là phân số thập phân rồi ta tính như thế này không? Đấy. Có cách nào để mà tính nó nhanh hơn không? Đấy, ta thử xem nhé. Tính như số tự nhiên là đặt dấu phải như số. À, thầy nghe thấy có một bạn nào đưa ra quy tắc để nhân hai số thập phân. Đấy, à, rất là tốt. Con học chưa? Con học ở trên lớp chưa? Dạ, mới học không sáng ạ. À, con học lúc sáng ạ. Rồi, thế tốt rồi. Thầy tưởng là con chưa học. Bây giờ ta sẽ đi từ các cái ví dụ này này. Thì ta sẽ đi phân tích xem là vậy thì muốn nhân hai số thập phân nhanh nhất, gọn nhất thì ta sẽ làm như thế nào. Đấy. Bây giờ cái phép tính thứ nhất, thôi phép tính thứ hai trước nhé. Chúng ta viết số thập phân thành phân số thập phân, nhưng mà và lấy tử nhân với nhau, mẫu nhân với nhau. Thế thì tử nhân với nhau nó chính hai cái tử này nhân với nhau. Nó chính là hai cái số tự nhiên nhận được sau khi bỏ hết dấu phẩy đi. 0,14 bỏ dấu phẩy đi thì được số tự nhiên 14. 0,3 bỏ dấu phẩy đi, ta được 3. Đúng không? Như vậy ta ở trên này cũng thế nhé. 12 nhân với 0,04 này thì ta viết 0,04 thành 4/100. Và như vậy ta lấy 12 nhân với 4. 4 chính là số tự nhiên nhận được khi bỏ đi dấu phẩy. Đấy. Vậy thì cái bước đầu tiên chúng ta không cần lằng nhằng nữa mà ta bỏ luôn dấu phẩy. Đúng chưa? Thì ta sẽ có hai số tự nhiên nhân với nhau. Đấy. Đấy. Như vậy quy tắc để ta thực hiện phép nhân. Đấy. Quy tắc về nhân. Quy tắc nhân. Đầu tiên, bước 1 là chúng ta bỏ dấu phẩy ở các thừa số. Đấy. Bỏ dấu phẩy. Và sau khi bỏ dấu phẩy thì chúng ta nhân hai số tự nhiên và tiến hành nhân hai số tự nhiên. Ở đây thầy viết tóm tắt một chút thôi, ở trong tài liệu thầy sẽ viết chi tiết là chúng ta bỏ dấu phẩy ở các thừa số đi thì ta thu được các số tự nhiên rồi tiến hành nhân hai số tự nhiên đó với nhau. Đấy. Hay là trong tài liệu sách giáo khoa có nói là nhân hai số như là nhân các số tự nhiên. Tuy nhiên là các bạn chú ý ở các cái dấu có cái số 0 đây này, các cái số 0 thì chúng ta có thể bỏ đi. Rồi, đấy là bước thứ nhất, tức là chúng ta đã thực hiện đến cái bước này rồi, nhân hai số tự nhiên. Đến chỗ này rồi nhá. Bây giờ
Sau khi mà nhân các số tự nhiên ta được cái kết quả của cái phép tính thứ nhất này, 48 hay là 42 này. Sau đó chúng ta phải tiến hành chia cho một cái số 10, 100, 1000. Nhưng mà cụ thể ta phải chia cho số nào? Ví dụ trường hợp này ta chia cho 100. 100 ở đây tính là 0,4 0,04%. Và theo quy tắc của số của phân số thập phân ấy, 100 chính là hai chữ số 0, hai chữ số 0. Thì cái số 0,04 nó có hai chữ số ở phần thập phân. Hai chữ số ở phần thập phân. Cho nên mẫu của nó là 100. 0,14 có hai chữ số ở phần thập phân. Cho nên mẫu là 100. Mà một chữ số ở phần thập phân thì mẫu là 10. Đấy. Thế thì bây giờ là các bạn không cần phải biết là chia cho số nào nữa. Đấy. Mà ta sẽ đi đếm xem. Đếm xem có tổng cộng bao nhiêu số, bao nhiêu chữ số ở phần thập phân. Có tổng cộng bao nhiêu chữ số ở phần thập phân thì ta đặt cái dấu phẩy vào kết quả. Nha, ta đi kiểm tra cho thầy xem. Ta xem, đếm xem, tính xem là có bao nhiêu, có tổng cộng bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu chữ số ở phần thập phân. Bao nhiêu chữ số ở phần thập phân. Phần thập phân. Phần. Ở đây là của hai thừa số ấy. Của hai thừa số. Đấy. Và chúng ta đặt dấu phẩy vào kết quả. Ta đặt dấu phẩy vào kết quả. Đặt dấu phẩy vào kết quả. Sao cho cái gì? Sao cho số chữ số ở phần thập phân của kết quả này nó đúng bằng là tổng cộng các cái chữ số phần thập phân đây này. Có bao nhiêu chữ số thập phân thì ta đặt cái dấu phẩy vào kết quả sao cho kết quả cũng có bấy nhiêu chữ số thập phân. Có bấy nhiêu chữ số thập phân. Thực ra là thầy viết nó hơi dài một chút. Nói thì các bạn chắc cũng hiểu được. Ví dụ như là 48. 48 là số mà kết quả nhận được khi nhân hai số tự nhiên. Bây giờ chúng ta muốn đặt dấu phẩy, ta đến ta thấy là cái số này không có phần thập phân, cái số thừa số thứ hai có hai chữ số ở phần thập phân. Như vậy tổng cộng là nó có hai chữ số ở phần thập phân, chúng ta đặt vào dấu phẩy vào kết quả sao cho nó có hai chữ số ở phần thập phân. Vậy kết quả sẽ là 0,48. Thế còn 42. Kết quả khi kết quả hai số tự nhiên là 42. Chúng ta cần đặt bao nhiêu đặt dấu phẩy để phần thập phân là bao nhiêu chữ số thập phân. Ở đây có hai chữ số thập phân, thừa số thứ hai có một chữ số thập phân, như vậy tổng cộng có ba chữ số thập phân. Vậy ta đặt cái dấu phẩy sao cho kết quả nó có ba chữ số ở phần thập phân. Đấy. Vậy ta viết thêm số 0 nữa phải vào đây thì ta được kết quả của nó. Đấy thì khi mà tính các con chỉ cần tính như thế thôi. Cái này nó chính là bằng 42 chia cho 1000. Cái này chính là bằng 48 chia cho 100. Đúng không? Đấy là các cái bước mà chúng ta làm. Thế thì các bạn nhớ cho thầy hai cái bước này. Bây giờ có một số cái trường hợp mà các con hay nhầm ấy. Ví dụ như chỗ này nhé. Chẳng hạn như là sau khi nhân hai số tự nhiên các con nhận được kết quả là 42. Được 42. Thì khi đặt dấu phẩy đấy, đặt dấu phẩy thì các bạn thường có một số bạn thôi là thường nhầm ở cái chỗ này. Đấy, là thiếu số chữ số ở phần thập phân. Đấy. Khi ta chia cho 1000 thì chúng ta phải đặt cái dấu phẩy làm sao cho phần thập phân là có ba chữ số. Thế còn có một cái quy ước về dịch dấu phẩy sang bên trái ba chữ số. Thì ta có thể hình dung này. Một số tự nhiên một số 42 nếu như có con thì nó coi như là một số thập phân với dấu phẩy ở phía cuối. Đấy, 42,0. Khi chia cho 1000 thì con dịch dấu phẩy sang bên trái ba chữ số. Dịch sang một chữ số này. Dịch sang hai chữ số này. Rồi thì dịch tiếp một chữ số nữa, nhưng mà vì ở phía trước nó hết chữ số nên ta viết thêm số 0. Và ta được là 0,42. 0,042 là kết quả.
Đấy là cái cách chúng ta chia cho 1.000 để ta dịch. Đấy, còn đặt dấu để xác định chữ số thập phân thì ta xác định có 3 chữ số ở phần thập phân. Đấy, tóm lại cái phép nhân của ta thế thôi. Phép nhân nó đơn giản như vậy thôi. Chắc là thầy sẽ lấy thêm một số ví dụ nữa để thầy lấy một số ví dụ và cùng làm nhé, các con cùng làm nhé. Chẳng hạn các con sẽ tính cho thầy những cái phép tính sau đây. Ở trong bài học ấy, thì sách giáo khoa chia ra làm hình như là chia ra cái gì nhỉ? Nhân số tự nhiên với số thập phân này, rồi số thập phân với số thập phân này cũng được, nhưng mà mình có thể gộp lại thì nó cũng không, nó không quá khó hiểu. Để chẳng hạn như các con hãy tính cho thầy xem là 1,23 nhân với 0,5 mà và bao nhiêu nào? 1,23. Và comment cho thầy kết quả ở phía ở chỗ chat. Nhanh 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 nhanh, tập trung vào. Bạn Lê Kim Ngân à, thầy xin lỗi, bạn tưởng là thầy tưởng là Lê Kim Ngân đang nằm. Rồi, Tấn Thành mở camera lên nhá. Nếu như bạn nào chưa hiểu về phép nhân số thập phân, chưa hiểu về cách nhân, chưa hiểu về hai quy tắc này thì có thể hỏi thầy luôn nhé. Có bạn nào chưa hiểu không? Em thưa thầy, em có kết quả. À Em thưa thầy, em có kết quả. rồi, ghi kết quả xuống chat, vào chat đi để thầy đọc. Bạn là Sơn Tùng, Sơn Tùng vào bằng một cái nick khác à? Sơn Tùng, Vũ Sơn Tùng có phải không? Không ạ. Không ạ. Rồi thầy thử xem kết quả của bạn như nào nào. Cái này đơn giản thôi. À, kết quả của các con có những cái kết quả sau đây là chính xác. Thứ nhất là bạn Minh Triết, bạn Minh Phương, bạn Thanh Quang, bạn Duy Thăng, bạn Vũ Sơn Tùng, bạn Phương Minh, bạn Ngô Xuân Thành, Lê Kim Ngân, bạn Gia Bách, bạn Phạm Hà Linh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Quách Đại Vinh, Anh Châu, chính xác. Rồi, bước 1, ta bỏ hết dấu phẩy đi thì ta được 1, 2, 3 nhân với 5, các bạn được là 615, đúng không? Bây giờ ta đặt cái dấu phẩy vào kết quả. Cái thừa số thứ nhất có 2 chữ số thập phân, thừa số thứ hai có 1 chữ số thập phân. Như vậy tổng cộng ta sẽ có 3 chữ số thập phân.
Cho nên các con phải đặt dấu phẩy vào kết quả sao cho nó có 3 chữ số ở phần tập phân, cũng có 3 chữ số 1 2 3. Đấy, đặt vào đây. Vậy thì phải viết thêm số 0 vào phần nguyên. Thì ta được 0,65 615. Thì đây chính là kết quả của 1,23 nhân với 0,5. Có một số bạn là ví dụ như là bạn Đỗ Thị Kim Ngân này, à, cho thầy biết nào, con đã bị nhầm ở chỗ nào? Con bị nhầm ở chỗ nào, Kim Ngân? Dạ em thưa thầy là em nhân thì em nhân đúng rồi, nhưng mà như kiểu là em thấy ở hàng nguyên cả hai số, ở hàng gì nhỉ, ở hàng tự nhiên là có một Rồi. chữ số thôi. Cộng nó lại nhé, tổng cộng là 3 chữ số nhá. Đấy, 3 chữ số thì kết quả cũng phải có 3 chữ số ở phần thập phân. Bởi vì ta chia ra 1.000 mà. Ta lấy cái số kết quả 615 ta chia ra 1.000 thì đương nhiên nó phải có 3 chữ số ở phần thập phân. Rồi, mời các con khẩn trương. Thì em comment rồi ạ. Đây thầy đang xem đây kết quả đây. Thầy thấy các bạn là có một số bạn đang sai nhá. À, thầy đọc cả sai cả đúng để các bạn biết cách để sửa lại này. Bạn Minh Chiết chính xác, Xuân Trường chưa đúng, Lê Phi Yến chưa đúng, Thùy Linh chưa đúng, Khánh Linh chưa đúng, Sơn Tùng, Vũ Sơn Tùng đúng rồi, Tấn Thành đúng rồi, Lê Kim Ngân chính xác, Nguyễn Duy Thăng chính xác, Quách Tệ Vinh chính xác, Phạm Đức Minh chính xác, bạn Bách chưa đúng, Đỗ Thị Kim Ngân chưa đúng, bạn Phạm Hà Linh đúng rồi, Phương Minh chính xác, Cường Nguyễn chính xác. Hãy bỏ dấu phẩy đi và nhân như hai số tự nhiên. 2018 nhân với bỏ dấu phẩy đi thì ta còn chỉ còn 2 thôi. Và hãy nhân cẩn thận. Chứ thầy thấy có một số bạn là nhân bị sai. Phép nhân này không thể sai được. 4036. Đấy. Bây giờ chúng ta đi đặt dấu phẩy. Phần thừa số thứ nhất là 20,18 có hai chữ số ở phần thập phân. Cái thừa số thứ hai cũng có hai chữ số ở phần thập phân, 0,02. Đấy, có hai chữ số. Hai chữ số và hai chữ số tức là có tất cả 4 chữ số ở phần thập phân. Vậy thì các con phải đặt dấu phẩy vào kết quả sao cho phần kết quả cũng có 4 chữ số ở phần thập phân, 1 2 3 4, đúng chưa? Vậy thì ta phải viết thêm số 0 phía trước và đặt nó là phần nguyên. Ta được 0,4036. Các bạn có hình dung được chưa? Tiếp theo 3 2 5 3 2 5 nhân với 32,5 chứ hả? Nhân với 0,606. Rồi. Chú ý phải có tức là đặt dấu phẩy để phải có số chữ số ở phần thập phân nhá. Đúng bằng tổng các chữ số, bằng tổng số chữ số phần thập phân.
Em có kết quả comment rồi thầy ơi. Kết quả của các bạn sau đây là đúng. Thứ nhất là bạn Duy Thăng. Chúc mừng con. Nguyễn Thị Thùy Linh chính xác, Khánh Linh chính xác, Kim Trường chính xác, Lê Thị Yến chính xác, Bảo Khánh chính xác, Lê Kim Ngân chính xác, Vũ Sơn Tùng chính xác, bạn Bắc chính xác, Minh Chiết đang tính sai, Đỗ Thị Kim Ngân chính xác, Phạm Hà Linh chính xác, Phạm Sơn Tùng chưa đúng, Quách Đại Vinh đúng, Phạm Đức Minh đúng, Cường Nguyễn chưa đúng, Anh Châu chưa đúng, Phương Minh đúng. Trước hết chúng ta cũng đi bỏ dấu phẩy và nhân như hai số tự nhiên. 3, 2, 5 nhân với bỏ dấu phẩy đi chỉ còn được 6 thôi, đúng không? Ta nhân bình thường 6, 3, 18, 19, 19, 1, 9, 5, 0. Bây giờ chúng ta đi đặt dấu phẩy. Cái thừa số thứ nhất là 32,5, tức là có một chữ số thập phân. Cái thừa số thứ hai là 0,06, tức là có hai chữ số thập phân. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 1 và 2 là 3 chữ số thập phân. Đúng không? 3 chữ số. Thì ta đặt đặt dấu phẩy vào kết quả sao cho nó cũng có 3 chữ số ở phần thập phân. Đấy, 1,950. Thế thôi. Các bạn hiểu được chưa? Này, có một số bạn là chưa đúng thì có thể là do các con tính sai, tính toán sai. Hãy chú ý nhé. Thôi được rồi, chúng ta kết thúc cái những cái kỹ năng này. Đây là cái kỹ năng mà mình sẽ phải thực hành rất là nhiều. Thế tại sao sách giáo khoa cho chúng ta ấy là 5-6 tiết của cái bài nhân? Đấy, bài nhân. Bài nhân là bài chia 5-6 tiết. Các con biết vì sao không? Thời gian rất là nhiều bởi vì cần rèn luyện, đấy, cần rèn kỹ năng nhá, cần thực hành rất nhiều. Vì vậy thầy đề nghị các con ấy là làm tất cả các cái phép tính nhân chia cộng trừ ở trong sách giáo khoa. Cứ nhìn thấy phép tính nào là các con cứ thế mà làm. Đấy. Con kiểm tra nếu mà có đáp án đáp số thì con kiểm tra được ngay, còn không thì mình cứ ghi ra rồi mình kiểm tra sau cũng được. Đấy là phép với phép cái phép nhân thông thường. Thì với quy tắc nhân hai số tự nhiên thầy nhắc lại các con ấy, bước 1 bỏ dấu thập phân thì nhân như nhân hai số tự nhiên. Bước 2 là xem có tất cả bao nhiêu chữ số thập phân ở các thừa số thì ta đặt dấu phẩy thập phân vào kết quả sao cho nó cũng có bấy nhiêu chữ số thập phân. Ở đây thầy nói thêm các con một chút. 1,950 thì chữ số 0 cuối cùng của số thập phân là không có giá trị. Đấy, giá trị bằng 0. Và chúng ta có thể bỏ nó đi bằng 1,95. Thế nhưng mà nếu như 0,06, chữ số 0 này cũng có giá trị bằng 0, nhưng có thể bỏ đi được không? Không à. À không thể bỏ đi được. Bởi không. Vì nếu con bỏ chữ số 0 này đi ấy, thì chữ số 6 nó sẽ trở thành là ở hàng phần 10 chứ không còn là phần trăm nữa. Thế còn nếu con bỏ chữ số 0 ở cuối cùng của số thập phân đi thì các chữ số ở phía trước nó vẫn giữ nguyên vị trí. Không thay đổi. Không thay đổi. Một là bỏ dấu nhân như nhân hai số thập phân, hai số tự nhiên. Thứ hai, đếm xem có tổng cộng có tất cả bao nhiêu chữ số thập phân rồi đặt dấu phẩy vào nhé. Đấy. Sao cho phần thập phân có bấy nhiêu chữ số là xong. Có đơn giản không? Đơn giản không? Yeah. Nếu muốn biết vì sao lại như thế thì phải đấy, xem lại cái chỗ là những cái số thập phân này đều có thể được viết dưới dạng là phân số thập phân. Đấy thì mình sẽ hiểu được bản chất là vì sao. Đấy là quy tắc nhân và các con sẽ vận dụng, sẽ thực hành cái quy tắc này ở trên lớp, ở bài tập của cô giáo, rồi là bài tập mà tham khảo vân vân. Càng thực hành nhiều thì các bạn sẽ thành thục
Và chính xác. Đấy là quy tắc, ta gọi là quy tắc tính chung, quy tắc nhân chung. Nhưng mà có phải bao giờ mình làm như thế cũng phải nhanh nhất hay không? Có phải bao giờ mình làm như thế có phải cũng nhanh nhất hay không? Đấy, mình chưa chắc. Khi mà áp dụng quy tắc nhân chung, tức là áp dụng được với tất cả các số, các trường hợp. Đấy. Thế thì nếu như trong phép tính nó có những đặc điểm riêng biệt đấy mà giúp cho chúng ta tính thuận tiện hơn, cũng giống như là các phép cộng trừ hôm trước thôi, nếu như có những đặc điểm riêng biệt giúp cho chúng ta có thể tính thuận tiện hơn thì ta phải nhận ra được đấy những đặc điểm riêng đó và chúng ta chọn cách để thực hiện làm sao cho thuận tiện. Thế thì đây chính là cái mà thầy rất muốn các con là có tư duy nha, tính thuận tiện, tính thuận tiện, tính thuận tiện của các nhân đấy, các nhân số thập phân đi nhá. Thế thì có những cái kỹ thuật như thế này, thực ra thì không không ở đây thì không nhiều kỹ thuật nhưng mà nó lại khá nhiều trường hợp. Thầy lấy ví dụ như thế này để mình tìm cái cách, chúng ta tìm cái cách để ta vận dụng nhá. Thầy lấy chẳng hạn như có một cái con số là 132 nhân với 0,5. Ví dụ như thế. 8.132 đi nhân với 0,5 đi. Bây giờ nếu như mà ta là có một cái số mà nhân với 0,5. Cái thông thường ta sẽ phải làm bằng cách gì? Cách thông thường này là chúng ta sẽ phải phá, ta phải bỏ ngoặc đi đúng không? Bỏ ngoặc đi, à bỏ dấu phẩy đi. Rồi nhân như nhân hai số thập mà nhân hai số tự nhiên 8132 nhân 5 bằng 401 à 4065660 à 660. Viết đấy quá. Ừ. Để thầy viết nó rộng ra một tí không có con nhìn không không rõ nhá. 4066 à. 40660. Bây giờ chúng ta sẽ đếm xem có tổng cộng bao nhiêu dấu phẩy. À, một dấu phẩy, một chữ số, à một chữ số thập phân, cho nên ta sẽ phải đặt chữ số, ta phải đặt vào kết quả sao cho phần thập phân là có một chữ số thập phân. Như vậy ta sẽ được cái kết quả là 4066. Thế thì như vậy ta đã thực hiện một cái phép nhân 8132 với 5. Bây giờ còn cách nào có thể làm nhanh hơn được như thế? Có không? Có cách Em nào không? đổi 0,5 thành số thập phân ạ. À, thử xem nhé. Bây giờ bạn ấy viết 0,5 thành phân số thập phân bằng 8132 nhân với 0,5 thì bằng 5 phần 10. Đấy, 5 phần 10. Mà 5 phần 10 thì các con có thể rút gọn nó thành 1 phần 2 bằng 8132 nhân với 1 phần 2. Ồ, thế đến đây các con chỉ cần lấy 8132 chia cho 2 là xong. Đúng không? Đấy, chia cho 2 là xong. Thì ta được là 4066. Đấy. Đúng chưa? Thế thì bây giờ có một quy tắc nào chung để ta làm cái điều này không? Thôi ta giúp tạm ra một quy tắc đã. Nếu muốn nhân một số với 0,5 thì ta làm gì? Ta chia số đó cho 2. Chia số đó cho 2. Nha. Muốn nhân với 0,5 thì ta chia cho 2. Là xong. Đúng không nào? Ồ, nó đơn giản như vậy. Thế thì vì sao lại như vậy? Bởi vì 0,5 chính là bằng 1 phần 2. 1 phần 2. Thế ngoài ra thì có một số phép tính thuận tiện khác nữa. Ví dụ như là nhân với 0,25. 0,25. Nếu lấy một số nhân với 0,25 thì ta làm như nào cho nhanh? Nào, các bạn suy nghĩ thử xem nào.
muốn nhân một số với 0,25. Nhân cho 4 cho 4 ạ. Chia cho 4, chia cho 4. Vì sao lại là chia cho 4 đấy nhỉ? Nhân với 0,25 chính là nhân với 25 phần phần 100. Đúng không? Mà nhân với 25 phần 100 thì mình có thể viết nó thành là nhân với gì? Nhân với 1 phần phần 4. Vậy thì con chỉ cần chia cho 4 là xong. Đấy. Thế điều này nó có đặc biệt có tác dụng nếu trong trường hợp mà cái số nhân của ta ban đầu nó chia hết cho 4. Thế lấy ví dụ như là nó là gì? Ví dụ như là 32 nhân với 0,25 chẳng hạn. Bằng 32 chia cho 4 rất nhanh, đúng không? Bằng 8. Đấy, rất nhanh. Hay là số đấy, ví dụ thế nhá. Có một cái cặp nữa, đấy là nhân với 0,125 chia cho 8 ạ. 8 chia cho 8. Bằng một số A mà nhân với 0,125, tức là số A đó nhân với 125 phần nghìn. Phần nghìn. Mà 125 phần nghìn chính là bằng 1 phần 8. Vậy thì ta chỉ cần lấy số A chia cho 8 thôi. Đúng không? Thế từ nay trở đi nhé, mình quan sát cái phép tính. Nếu mình thấy nhân với 0,5 thì ngay lập tức chia cho 2 là ra. Đấy. Nhân với 0,25 thì ngay lập tức mình chia cho 4 là ra kết quả. Nhân với 0,25, 1,25 thì ta ngay lập tức chia cho 8 là ra kết quả. Tất nhiên ấy, là các cái phép chia này nó phải thuận tiện. Chứ nếu mà chia mà không thuận tiện lắm ấy, thì mình cũng hơi đau đầu, đúng không? Hơi mệt. Thầy sẽ cho con một số bài thực hành. Thôi, tự thầy tự nghĩ đi. Tại vì là hành ghi ở trên vở nó dễ quá. Ví dụ nhá. Ví dụ thực hành tính nhẩm thôi. Nhẩm hoặc là tính nhanh cũng được. Câu A chẳng hạn như các con tính cho thầy xem là 2018 2016 nhân với 2018,2016 nhân với 0,5 nào. Đấy. Ở đây thầy đã thực hiện một cái phép đấy rồi, bỏ cái phẩy đi, bỏ phẩy đi, chứ không thì nó vướng vào cái kia là các con một số bạn lại bị rồi. Các bạn thử làm nhanh cho thầy xem nào. Số to vậy thầy ơi, lo mà sợ à? Có sợ không? Có. Ừ. Nhanh. Thầy chủ quan, thầy cho con những cái con số nó đơn giản quá, bây giờ thầy lại không dùng nữa, cho phức tạp hơn. Hai nghìn mười tám, 2016 nhân với 0,5. Thầy chúc mừng bạn Minh Chiết là người đầu tiên. Và chúc mừng bạn cũng là người đầu tiên xa. Nhưng chết. Kiểm tra lại kết quả nào. Bạn Xuân Trường thì đúng, nhưng bạn Đông Hải thì lại là ngược. Bạn Lê Kim Ngân chính xác. Bạn Phạm Đức Minh chính xác. Vũ Sơn Tùng chính xác. Tấn Thành, cái Tấn Thành có cái số làm sao nó lạ lạ thế nhỉ? Chưa đúng. Duy Thăng đúng. Nguyễn Thị Kim Ngân chính xác. Bạn Cường Nguyễn chính xác. Bạn Thùy Linh chưa đúng. Bạn Phạm Hà Linh đúng rồi. Quách Đại Vinh đúng rồi. À, Quách Đại Vinh. Đại Vinh chú ý thầy vừa bỏ dấu phẩy đi nhá.
Bạn Phạm Sơn Tùng đúng rồi, Khánh Linh đúng rồi, Minh Phương chưa đúng, Thầy bảo nó Ấn phức Thành tạp chính và xác. vẫn dạy. Phức tạp hay là đơn giản? 4 nhân với 0,5 tức là ta nhân với 5 phần 10. Mà nhân với 5 phần 10 thì thế nào? Tức là nhân với 1 phần 2. Ồ, vậy thì ta chia cho 2 là xong. Đúng không? Có phức tạp không ạ, Khánh Linh? À, cái này nó chính là bằng 2018 2016 chia cho 2. Chia thôi. 1009 1008 1009 1008. Đấy. Không cần phải phẩy viết gì cả. Đúng không? Không cần phải đặt. Con làm cách khác À. thầy ơi. Ừ. Có làm cách khác. Cách của con là lấy cái số Số này nhân với năm à? dạ đúng rồi thầy, nhân với năm. Ừ. Đấy. Thế thì con thấy nó thế nào? Nó có nhanh hơn cách của thầy không? Con thấy nó nhanh hơn, con thấy nó nhanh À, con thấy nó nhanh hơn. hơn. Rất tốt. Vậy thì con thử làm cách sau à, bài toán sau đây theo cách của con thân nhá. Ví dụ 2064 nhân với 0,25 nào. Thế mời con làm cách của con xem nào. Có nhanh hơn không? Kết quả của một số bạn thầy chỉ đọc tên thôi nhá. Minh Chiết, Xuân Trường, Đông Hải chính xác, Lê Kim Ngân, Phạm Sơn Tùng, Phạm Đức Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Anh Châu, Đỗ Thị Kim Ngân, à Anh Châu thôi là chính xác, Đỗ Thị Kim Ngân chưa chính xác, Mách chưa đúng, Phương Minh đúng, Vũ Sơn Tùng đúng, Quách Đại Vinh đúng, Duy Thăng đúng, Bảo Khánh chưa đúng. Bảo Khánh làm cách nào đấy ở Bảo Khánh? Bảo Khánh nói thầy nghe coi nào. Em chuyển 0,25 thầy ạ. 1/4 ạ. À, thế rồi sau đó thì sao? Sau đó em chuyển thầy ạ. 1/4 ạ. Em chuyển thầy ạ. 25/100 ạ. 25,100 lại chuyển thành phần trăm à? Thế hơi đâu mà đi chuyển đi chuyển lại thế? 0,25 chính là bằng 25/100, 100 và ta rút gọn nó bằng này 1/4 đúng không? Vậy khi nhân cái số này với 1/4 thì con làm thế nào? À, lấy số đấy chia nhân với 4. Nhân với 4 á? Chia cho 4. À đúng rồi. Nhân với 1 chia cho 4 đúng không? Đơn giản bằng gì? 20 64 chia cho 4 là 516. 516. Rất là dễ nhỉ. Đấy. Thế với cái phép tính như đặc biệt là với các phép tính là các cái số nhân này này nó chia cho 4 thì rất là nhanh. Chẳng hạn câu C. Ừ. Nha, mình tính cho thầy này. 16 32 8 cho nó to nhân với 0,125. Nào. Bạn Đông Hải ẩu nhá, tính lại đi. Thùy Linh chính xác, Quách Đại Vinh, Lê Kim Ngân, Xuân Trường đúng rồi, các con làm rất tốt.
Phạm Sơn Tùng, Phạm Đức Minh, Nguyễn Duy Thăng, Minh Chiết, Phạm Hà Linh, đúng, rất tốt. Đông Hải, đúng, rất tốt. Chưa thấy bạn nào sai cả. Có năng tính thì Ừ. Anh Châu, chính xác, vẫn chưa sai. anh comment rồi à. Vũ Sơn Tùng chính xác. Hải Yến chia ổ. Chia đúng mới vào. Hai. Chỗ này có lẽ các bạn gặp khó khăn về phép chia thôi. Khi mà thầy tăng cái số nó to một tí thì mình gặp khó khăn một chút. Còn 100% các bạn biết rằng chính là bằng 16328 chia cho 8, đúng không? Bạn nào cũng biết như thế. Nhưng ta chia như nào cho nhanh nha. Ở đây các con thấy toàn là các cái cụm mà chia hết cho 8 thôi. 16 chia cho 8 này, 32 chia cho 8 này, 8 chia cho 8 này. Nếu các con lấy 16 chia 8 thì ta được 2. 32 chia 8 được. Chú ý để hai cái số nhé. Nếu biết ở đây là 16 chia 8 được 02, 32 có hai chữ số chia cho 8 được 04 và 8 chia cho 8 được 1. Đấy. Đây là kết quả này. 2041 bằng 2041. Đấy. Thế mà nào nếu như mà chia thành 241 chẳng hạn thì là ẩu, chia ẩu. Thôi rồi, đối với cái phép nhân này thì thầy dặn con. Thế thì mình liên hệ một chút là với các cái phép nhân số tự nhiên đấy. Phép nhân số tự nhiên thì ta cũng có ba cái phép tính tương ứng tương đối là thuận tiện để mà mình áp dụng. 2 nhân với 5 thì bằng 10. 4 nhân với 25 thì bằng 100. Rồi 8 nhân với 125 thì bằng 1.000. Thì vân vân có một số cái số nữa lớn hơn chút, ta có 16 nhân với 625 chẳng hạn. Thì ba phép tính này khi mà thầy dạy về tính nhân tính chất của phép tính nhân đấy, đúng không? Thì ta đã biết là ba phép tính này là ba phép tính thuận tiện. Nó rất là dễ dễ. Vì vậy nếu như trong phép nhân số tự nhiên mà ta đi gặp những tập số này thì hãy đi tìm giao án nó để nó đến gần nhau. Đấy. Thì đây là ba phép tính nó tương ứng với các phép tính về phân số. À, về số thập phân. Bây giờ thầy có thêm cho con một cái kỹ thuật nữa. Kỹ thuật này cũng cũng gần như tương tự thôi. Đấy. Nhưng mà trong cái phần vừa rồi thì mình đề cập đến ba cái phép nhân đặc biệt. Đấy, bây giờ mình có một cái kỹ thuật nữa. Tên của cái kỹ thuật này tí nữa ta sẽ nói. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Chẳng hạn con có một cái phép tính như sau. Chẳng hạn như là 2 4 0 nhân với 0,15 như thế. Thì con sẽ làm như thế nào để cho nó nhanh? 240, 24 thì nhỉ? Cần thì phải 0 nhân với 0,15. Tới 240 đi. 240 nha. Ví dụ nhân với 0,15. Đấy, thì ta làm như nào cho nhanh? Có bạn nào có sáng kiến gì không? Nếu theo cách thông thường là ta cứ lấy 240 nhân với 15 đấy. Đúng không? Thì có thuận tiện không?
cũng thuận tiện, cũng không có khó lắm, nhưng mà nó sẽ khó hơn nếu nó sẽ dễ hơn nếu mà chúng ta biến đổi một chút cái số thập phân này thành phân số thập phân 15 phần 100. Đấy. Và sau khi chúng ta đi rút gọn nó, Thì sẽ là 15 và 100 chúng ta chia cho 20. ta chia cho 5 cả tử và 5 mẫu thì các bạn được là 3 phần 3 20. phần 20 Vậy thì phép tính nó chỉ còn lại là 240 nhân với 3 phần 20. 20. Ồ, đến đây thì ta thấy nó đơn giản hơn rất là nhiều, đúng không? Ta lấy 240 chia cho 20 thì các con được là 24 chia cho 2 bằng 12, nhân với 3 thì bằng 36. Đấy, nó rất đơn giản. Thế thì nó đơn giản hơn rất nhiều so với việc là mình lấy 240 nhân với 15 rồi ta đặt dấu phẩy. Đúng chưa nào? Thế thì cái phương pháp này này, kỹ thuật này này, chúng ta đôi khi, nhiều khi ta vận dụng. Đấy, và ta gọi nó, chúng ta có thể gọi nó một cái tên nôm na đấy là hãy nhân với phân số thập phân. Tức là ta gọi là chuyển số thập phân thành hãy nhân với phân số thập phân nha. Hãy thử nhân với phân số thập phân, thử thôi. Thử nhân với phân số thập phân. Phân số thập phân. Tại sao lại là thử? Thử là vì không phải bao giờ nó cũng thuận tiện. Nó có một số phân số thôi chứ không phải bao giờ thuận tiện. Và thường thì nó có những cái dạng dạng như là 15, 25, 35, 45 vân vân thì nó mới thuận tiện. Hay lấy ví dụ khác nhá. Thôi thực hành đi. Thực hành 2 này. Thực hành 2. Câu A chẳng hạn mình cần tính cho thầy. Sau đây chẳng hạn như là 604 nhân với 0,75. Đấy, một con số nếu như mà các bạn tính thì nó sẽ khá là phức tạp. Thầy ơi, kiểm tra kết quả đi thầy. Đây thầy kiểm tra kết quả của một số bạn. Có những bạn sau đây, thứ nhất là Minh Chiết, Sơn Tùng, Vũ Sơn Tùng ấy, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đông Hải, Xuân Trường, Tấn Thành, Lê Kim Ngân, Quách Đại Vinh, Cường Nguyễn, chính xác. Ồ, như vậy là tất cả các bạn, tức là rất nhiều bạn đã ra kết quả thì đều chính xác, nên các bạn phải sai. Cái điều đấy chứng tỏ là chúng ta đã khá là tập trung. Thêm ai nữa không? Thì các con thấy ngay là A 0,75 chúng ta hoàn toàn có thể viết nó dưới dạng là phân số thập phân bằng 604 nhân với 75 phần 100. Mà 75 phần 100 khi mà các con rút gọn nó đi ấy, thì ta sẽ được một cái phân số cực kỳ gọn, đấy là 3 phần 4 bằng 604 nhân với 3 phần 4. Thế thì ta chỉ cần lấy 604 chia cho 4 rồi nhân với 3 thôi. 604 hoặc là nhân với 3 trước chia cho 4 cũng được. Chúng ta chia trước nhân sau. 604 chia cho 4 ta được là 151 nhân với 3 thì các bạn sẽ được là bằng 453. Đấy. 453.
Vậy kết quả của nó rất là gọn và ta có thể tính nhầm được. Còn nếu mà ta thực hiện cái phép nhân là 604 nhân với 75 ấy, thì nó sẽ rất là khổng lồ, đúng không? Rất là to. À, thầy ra tiếp cho các con và các tính. À, bây giờ thích thích khó hay dễ nào? Dễ à. Này. À, ha. Khó. Không khó quá, không dễ quá. Ủa, khó thì ơi. Thì bình thường thầy. Cả vừa khó vừa dễ. Dễ khó. Khó. Vừa khó vừa dễ. Khó. Trung tính. Vừa khó vừa dễ à? Ừ. Rồi. Câu B. Câu B vừa khó vừa dễ nhá. Tức là một số rất là khó và một số rất là dễ, đúng không? Ví dụ à, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Ví dụ thế. Nhân với một số rất là dễ nhá, à, 0,35 đi. 0,45, 0,35. 0, nhân với 0,35 đi. Rồi. Vừa dễ vừa khó. Người có kết quả đầu tiên là bạn Thùy Linh, chúc mừng bạn. Phải nhắn tin đấy, ghi bài vào. Để nhờ cái gì? Nhờ máy tính à? Có bạn nào cần cần trợ giúp của máy tính không? Không ạ. Google máy tính. Bạn nào mà nhờ Google là Google người ta bảo là tôi không biết. Con không tin, con cứ hỏi mà xem. Tôi cáo xin Google lên. Google bảo là tôi không biết. Tôi cáo này. Ô to quá. Ô có độ cao. Thầy có thấy số to đâu nhỉ? To này ạ. Thì các con bảo là vừa dễ vừa khó mà. Một số khó, một số to to, một số bé bé. Ai, khó này. Nó nghĩa là bình thường thôi, chứ đừng có khó quá ha. Đấy, ừ. Thầy kia, mặt hình con đen xì như con chó đi. Đấy, thầy của con mới lắc nha. Con không bật ra nhà chứ nha. Ừ. Thầy kiểm tra kết quả nhá. Đông Hải tắt tắt mic đi. Là cái video rồi không tắt nha. Tắt mic đi Đông Hải. À, bạn là Nguyễn Thị Thùy Linh, Minh Chiết, Duy Thăng, Gia Bách, Đông à, Cường Nguyễn à, và Tấn Thành. Tiếp theo là Xuân Trường, Đỗ Thị Kim Ngân, Khánh Linh. Đấy, đấy là những kết quả chính xác. Cái này có đâu có khó đâu nhỉ? Thì thấy có đâu khó đâu nhỉ? Không khó mà là cái gì? Mà các bạn lười, đúng không? Các bạn muốn nhân với 0,35 thì trước hết là chúng ta nhân với 35 phần trăm. Và rút gọn nó, chia cả tử và mẫu cho 5 thì mình được có 7/20. Thế muốn nhân với 7/20 thì các con này con số này là chia cho 20 trước rồi ta nhân với 7 sau. Chia cho 20 tức là ta nhân ta chia cho 2 này. Chia cho 2 này. À, ta bỏ số 0 ở cả số bị chia và số kia. Thì ta được là 61728 nhân với 7. Tính cái này thôi, 427 431 9 à 431 9432.
056, 432 056 đúng không? 432 056. Đúng chưa nhỉ? Đúng rồi, thầy so với kết quả của các bạn thì thấy thầy đúng so với kết quả của các bạn. Đấy, nó đơn giản thôi mà, có gì đâu. Như vậy trong trường hợp nếu như cái số nhân của ta ấy nha, nó là 0,35 này, 0,25, 0,15 này, rồi là 0,75 này vân vân, thì mình dễ dàng mình viết nó dưới dạng phân số thập phân rồi rút gọn nó đi, thì mình dễ dàng mình giản ước trước khi nhân. Đấy. Và nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Đây là mình mới có một cái số thập phân mà nhân với cái số tự nhiên. Thế ngoài ra thì chúng ta có thể là nhân hai số thập phân, chúng ta cũng có thể áp dụng cùng một cách như thế. Thầy lấy ví dụ như thế này, chẳng hạn như là các con có thể tính chẳng hạn như là 3,2 nhân với 1,5. 3,2 nhân 1,5. Đây lại là một bài dễ. Cũng tương tự như trên nhé. Các bạn hãy viết nó thành các phân số thập phân, các tính cho nó thuận tiện. Thầy cứ nói hai cái này nè. Lúc đầu mình tính để thiệt nhiều số. Bây giờ nó có mấy số rồi. Nó nói khó thiệt, rồi nó dẹt. Thế nó không có đáng thì nó chia đều ra với chữ thầy giống như là chiếc chim thế như là. Rồi, thế thì làm đi. Từ dạ, nãy từ lúc con nói, từ lúc con nói các bạn xong rồi kìa. Minh Triết, Xuân Trường, Cường Nguyễn, chính xác. Khánh Linh chưa đúng, Quách Đại Vinh đúng, Phạm Sơn Tùng chưa đúng, Tấn Thành đúng, Lê Kim Ngân đúng, Phương Minh đúng, Đông Hải chưa, Nguyễn Thị Thùy Linh đúng. Đỗ Thị Kim Ngân, Vũ Sơn Tùng chính xác. Đông Hải, Phạm Hà Linh chính xác. Cái này thì nó đơn giản thôi, bạn Bách chính xác. Nó rất là dễ. Yeah. Chúng ta sẽ viết nó thành các phân số thập phân 32/10 nhân với 15/1, 15/10. Thế thì rút gọn đi thì nó đơn giản. 15 với 10 ta rút gọn thành là 3 2. 3 2 chia cho 2 bằng mấy nhỉ? 3 2 chia cho 2 bằng 16. 16 nhân 3 bằng 48. Và 48 chia 10 bằng 4,8. Đấy. Điểm nó rất là đơn giản. Đối với các cái phép nhân về hai số thập phân ấy, thì nói chung là mình linh hoạt, bởi vì có những trường hợp mà mình phân tích ra nó nhanh, nhưng có những trường hợp thì mình cũng không nhanh được nhiều. Đấy, mà sau này mình sẽ có một số cái phương pháp nữa. Thầy lấy ví dụ như này. Thôi cái này cái mới thì nó liên quan đến phương pháp khác. Chúng ta tiếp tục nhé. Ví dụ câu D, chẳng hạn như là các bạn cần tính ví dụ như là 0,1232 nhân với 0,7 7,5 7,5. 0,1232 nhân với 7,5. Rõ ràng cái con số này nó không phải đơn giản để mà tính thông thường.
thầy xem comment đi ạ. Rồi, chờ thầy một chút. Đông Hải tắt mic đi. Kết quả, kết quả của các bạn đâu nhỉ? Bắt đầu từ đâu đây? Đây. Bạn Minh Chiết, kết quả chính xác. Bạn Vũ Sơn Tùng, bạn Duy Thăng, bạn Lê Kim Ngân, bạn Đông Hải. Đấy, thế còn các bạn khác thế là chưa đúng đâu nhá. Ô, gay nhỉ? Bạn này khó thế á? Chúng ta cũng đi phân tích thành các phân số thập phân đi, để đỡ phải nhân chia, đỡ phải nhân bằng 1232 phần 10.000, bốn số không đúng không, bốn chữ số sau dấu phẩy hay bốn chữ số thập phân thì mẫu có bốn số không, nhân với 7,5 tức là 75/10, 75/10 chứ không phải phần trăm. Bây giờ ta nhớ này, chúng ta có thể rút gọn đi, 75 với 10 ấy, nếu chia cả tử và mẫu cho, ví dụ cho 5 thầy ơi. Thầy làm như này này, thầy làm như này nó nhanh hơn này. 7,5, nếu chia cho 5 thì ta được mấy nhỉ? 15 à? Và 10 chia 5 thì được 2, đấy. Thế nhưng nếu như mà các con lấy 1, 2, 3, 2 mà chia cho 2 xong nhân với 15 thì nó vẫn còn lâu. Đúng không? Vẫn còn lâu. Thế thì bây giờ làm cái nào? Làm cái nào để ấy nào? Có nhớ 0,75 không? 0,75 à? Thế đừng có chia như thế. 15 phần 2 ta có thể viết nó thành là 30 phần 4 không? Chia nó nhanh, nhân nó nhanh hơn không? Sao được hả thầy? À, sao lại không được? 75 phần 10 bằng 15 phần 2 bằng 30 phần 4. Thầy nhớ cái con số 0,75 là 3 phần 4. Vậy thì để nhân một số với 7,5 ấy, thì ta sẽ nhân nó với 30 phần 4. Đại loại là thầy muốn đơn giản hóa đi. Con lấy cái 1,2,3,2 này. Chia cho 4 ạ. Ta tính nhá. Bằng 1,2,3,2 chia cho 1.000 rồi nhân với 30/4. Chia trước 1,2,3,2 chia cho 4 thì bằng 308 nhân với 3. Đấy, 308 này nhân với 3 rồi trên 10.000. 30 chứ thế, nhưng mà 30 chứ. Nhân với 30 rồi bỏ đi xuống 0 đi, sẽ còn 1.000. Thế vậy ta được là 924/1.000 thì bằng 0,924. Đấy. 0,924. Ở chỗ này nếu như mà các con có thể có một cách khác để tư duy. Chúng ta đây ta thầy viết lại nhá, 1,2,3,2. Thầy tất 10.000 đã thành là 1.000 nhân với 10 chuyển sang bên này. Thì ta có là trên 1.000 nhân với 75/100 chuyển 10 sang bên này thành 10 nhân 10 bằng 100. Đúng không? Cái 75/100 này chia cả tử và mẫu cho 25 thì mình được 3/4. 3/4. Thì con chia cho 4 xong nhân với 3. Rồi cuối cùng là chia cho 1.000. Nó đơn giản hơn. Đấy. Nó lòng ngoằng một tí. Nhưng mà có lòng ngoằng như thế mới gọi là mình phải tìm cách để thuận tiện, đúng không?
Chứ nếu mà nó mà không loằng ngoằng thì cần gì phải tìm? Nó sờ sờ ra đấy cần gì phải tìm? Thực ra thì thầy muốn là cũng có nhiều, có một số kỹ năng để tính toán nhanh cái phép nhân, các phân số, các số thập phân. Tuy nhiên là thầy sẽ dành cái kỹ thuật khác để cho buổi hôm sau, bởi vì nó liên quan tới những cái tính chất khác của phép nhân với phép cộng, giao hoán, kết hợp, rồi là phân phối. Đấy, thế thì để hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Tạm thời thì mình đã có tương đối là nhiều những cái mẹo mẹo, đúng không, để mình có thể tính nhẩm hoặc tính nhanh, tính thuận tiện các cái phép nhân. Ở đây thầy nói là một phép nhân thôi, tuy nhiên là mình vẫn có thể tính được nhiều một cái dãy tính mà có nhiều phép nhân cũng được. Ví dụ như là nếu mình có thêm một vài phép nhân nữa nối vào, đúng không, thì mình vẫn làm được thôi, không có vấn đề gì. Đấy, thì thầy sẽ dành cái phần đấy để hôm sau chúng ta học cho nó trọn vẹn. Thế cái buổi học hôm nay thì thầy nhận thấy là các bạn, có một số bạn là làm rất là tốt. Đấy, rất tốt. Ví dụ như là, mà nói chung đa số các bạn làm tốt. Đa số. Có vẻ như thầy ít thấy sai. Như vậy hôm nay mình tương đối tập trung, đúng không? Mặc dù là có rất nhiều bạn nói với thầy là chưa học phép nhân. Có học chưa? Có nhiều bạn chưa học mà. Chưa thầy ơi. Đang học. Chưa thầy ơi. Chưa, nhưng mà thầy tin là với chưa, thầy ơi. Rồi. Thầy tin là với sau cái buổi học hôm nay thì các con hiểu là phép nhân là làm như thế nào nhá. Đấy, và mình sẽ dễ dàng mình thực hành các cái bài toán khi học ở trên lớp. Thầy mong là như thế. Còn nếu bạn nào chưa hiểu thì hãy xem lại cái bài giảng hôm nay qua Google Classroom. Đấy, và có thể là nếu như cần thiết thì hỏi lại để thầy có thể tư vấn thêm, giúp thêm các con. Đấy, thì với lớp mình thì thầy chúng ta kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các con vào buổi học tuần tới. À, buổi học tới. Em thưa thầy, mới chỉ có 9:25 thôi mà, thường thì phải học 9:30 chứ. Mình hôm nay mình nghỉ sớm một chút để chúng ta ơi, có thể các bạn nào có thể có thứ bảy chưa, có câu hỏi gì không? Thôi em chào thầy ạ. Em chào thầy. Em chào thầy. Em chào thầy. Con chào thầy, con chào thầy. Chào con. Em chào thầy kia ạ. Chào các con. Chào thầy ạ. Chào các con. Chào con. Chào thầy. Chào con. Thầy xem thầy có thể giao lưu một chút với các bạn ở trên các kênh live stream. Trước hết là sao hả Thùy Linh? Thầy kiểu như có đề kiểu là để ôn toán tuổi thơ. Ôn toán tuổi thơ con có chứ? Cái đề ôn toán tuổi thơ nhiều chứ? Con chưa có à? Con chưa thầy, mẹ cũng tìm. À. Tại vì chúng có thích đi thủ để chọn làm đi thi. Được rồi, thế để thầy xem, thầy gửi cho con một số nhé. Vâng. Khi nào con thi? Khi nào thi thử? Thi thử là tháng 12 sắp tới rồi. Để thầy sẽ chọn cho con một số nhé. Vâng. Thầy phải ghi lại, không thể quên mất. Chọn cho con báo tuổi thơ. Nhưng mà mẹ có mấy cái bạn ấy lại kiểu như là trợ lý của thầy thôi. Thế mà mẹ kết bạn với thầy. Vâng. Trước hết là thầy Kiên xin chào các quý phụ huynh, các bạn học sinh và toàn thể các bạn ở trên các kênh đang theo dõi các cái kênh livestream buổi học của lớp 5 ở trên TikTok, Facebook và YouTube. Thì, rất là xin lỗi các bạn vì trong thời gian mà dạy thì không có thời gian để nghe, để đọc các cái comment của mọi người. Đấy, thế thì nếu như bạn nào mà có câu hỏi gì cần thầy Kiên hỗ trợ hoặc là giải đáp giao lưu thì các bạn có thể nêu ở trên các kênh, thầy Kiên sẽ theo dõi để giao lưu với các bạn một chút.
Vâng, chào bạn là Thanh Lan Nguyễn. Chào bạn Hoàng Hằng, chào bạn là Dung Nguyễn, chào bạn Hùng Nguyễn Thế. Có rất là nhiều cái comment của các bạn nhưng mà gần như là thầy Kiên không thấy cái câu hỏi hoặc là cái thắc mắc gì của các bạn nhỉ. À, ở trên TikTok có một bạn hỏi về bài toán lớp 4. Cái này làm sao? Số lẻ lớn nhất có 3 chữ số. Biết một số là 998, tìm số kia. Có nghĩa là gì? Cái câu hỏi của bạn nó chưa rõ ràng lắm. Đấy. Số lẻ lớn nhất có 3 chữ số chấm. Biết một số là 998, tìm số kia. Cái câu hỏi này thì thầy Kiên chịu bởi vì không hiểu là bạn muốn hỏi gì nữa. Cho nên là bạn có thể là gõ lại câu hỏi giúp nhé. Bạn bạn Khang à? Có rất nhiều hỏi thầy người có rất nhiều người hỏi thầy Kiên là thầy Kiên dạy lớp mấy. Thế thì hiện tại thì thầy Kiên đang dạy các lớp qua Zoom là các lớp 4, lớp 5 và lớp 9. Thế còn các cái lớp mà còn lại thì trong thời gian này thầy Kiên chưa thể sắp xếp được lịch thời gian để dạy các bạn. Thế nhưng thỉnh thoảng thì cũng có thể là sẽ hỗ trợ các con ở các khối lớp khác. Ví dụ như là lớp khối 3, khối 2, khối 3 rồi là khối 6, 7, 8. Để hỗ trợ các bạn thêm thông qua các cái video về các cái bài toán hay để các con có thể là được khích lệ tinh thần, cảm thấy nó hứng thú và có thể sẽ học tốt hơn. Đấy. Thế thì rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi cái kênh Toán Thầy Kiên ở trên TikTok và Facebook. Có một bạn ở trên TikTok hỏi thầy có thể dạy tỷ lệ không ạ? Thầy Kiên sẽ xem xét để có cái dạy bạn về kiến thức. Cái này cũng đơn giản thôi, không khó lắm, và nhưng nó cũng là một trong những cái phần mà khá là quan trọng. Bởi vì các bạn chỉ học ở lớp 7, thế nhưng mà lên đến các lớp trên thì mình dùng khá là nhiều, vì vậy cho nên là thầy Kiên sẽ xem xét xem. Các bạn hỏi về tỷ lệ thức. Có một số bạn thì hỏi về lớp rồi hỏi về lớp học. Thế thì nếu như bạn nào quan tâm đến các cái lớp học vậy thì thực ra thì cái sĩ số của các lớp học của thầy Kiên hiện nay cũng đang tương đối là đủ. Nhưng mà nếu như bạn nào quan tâm thì có thể là sẽ thông qua cái fanpage Toán Thầy Kiên trên Facebook ấy, thì các bạn sẽ inbox cho quản lý lớp học để các bạn ấy kiểm tra cái lịch. Thì thầy đề nghị các bạn như vậy. À,
Có một bạn hỏi là lớp 9 thầy có toán hình không? Nếu có thì thầy cho con hỏi về hình tròn đi ạ. Chương trình lớp 9 thì chắc chắn là sẽ có toán hình rồi. Nó chiếm tới một nửa nội dung chương trình cơ mà. Đấy, và thầy Kiên sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn lớp 9. Đấy, kể cả trong trường hợp mà không có thời gian thì cũng sẽ có những cái buổi để thầy Kiên hỗ trợ thêm cho các bạn. Và rất mong nếu như mà có vấn đề gì, nội dung gì cần hỏi thì bạn hỏi về lớp 9 ấy, toán hình của lớp 9 ấy, thì sẽ inbox trên fanpage toán thầy Kiên để gửi cái câu hỏi cho thầy Kiên nhé. Nhiều bạn nói sắp đến ngày 20 tháng 11, chúc thầy vui vẻ hạnh phúc. Và thầy Kiên xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Và nhân đây thì khi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh trên mọi miền Tổ quốc trong thời gian vừa rồi là đã ủng hộ và yêu mến toán thầy Kiên. Đặc biệt là có rất nhiều bạn là rất thường xuyên nhắn tin, gọi điện và liên lạc rồi động viên và khen đại loại thế. Thầy Kiên xin chân thành cảm ơn và rất mong là sẽ được đồng hành cùng với các con và các quý phụ huynh trong thời gian tới ngày càng chặt chẽ để hỗ trợ cho con tốt hơn trong cái việc là các con học tốt môn toán. Nhiều bạn hỏi về lịch live stream. Thế thì thực ra trong thời gian này thầy Kiên rất rất là bận, rất là nhiều việc, cho nên là hiện tại thì chưa có lịch live stream cố định. Nhưng mà nếu như có thể bố trí được cái buổi live stream nào thì thầy Kiên sẽ mở để live stream cho các bạn ở ngoài cùng học với các lớp. Đấy, cùng học với các lớp. Vì hiện tại thì thầy Kiên có các lớp 4, lớp 5 và lớp 9. Thế thì sẽ mở hôm nào mà tiện và hôm nào có điều kiện, có thời gian. Đấy thì sẽ mở để các bạn học cùng. Thế tuy nhiên là chắc chắn là sẽ không thể là 100% các buổi học được. Bởi vì nó có rất nhiều lý do, mà trong đó thì có những lý do là cần phải chuẩn bị các cái nền tảng kỹ thuật. Nó khá là mất thời gian. Đấy, cho nên là các con và các bạn thông cảm. Và nhưng mà thầy Kiên sẽ cố gắng đặt thông báo sớm trước một thời gian để các bạn biết về lịch live stream. Nếu khi nào thầy Kiên có dự kiến là làm. Có một số bạn đề nghị là thầy Kiên dạy cấp 3 đi, lớp 10, lớp 11, thậm chí lớp 12. Thì thực ra cái kiến thức toán nó rất là rộng và cũng mỗi thầy giáo chỉ có thể làm tốt, dạy tốt ở trong phạm vi nhất định thôi. Và thầy Kiên mong muốn là các bạn có thể tìm những cái tức là thầy Kiên cũng hơi khó để có thể bao trùm được hết kiến thức của cấp 3. Thế vì thế cho nên là thầy Kiên mong là các con có thể tìm những cái địa chỉ, những cái địa điểm mà chia sẻ nhiều cái kiến thức hay đối với cấp 3. Thầy lấy ví dụ như có một số cái trang fanpage mà khá nhiều cái chia sẻ về kiến thức. Chẳng hạn như của các cái trung tâm lớn như là trung tâm học mãi.vn này. Rồi là cái trang cái app mà Kiến Guru cũng là một trong những cái app mà có thể nói là các con hoàn toàn có thể là tìm thấy ở đó rất là nhiều những kiến thức tốt đấy, để hỗ trợ cho con trong quá trình học. Rồi rất nhiều cái trang, cái fanpage khác nữa, chẳng hạn như là fanpage của ở cấp 3 thì là có những ai nhỉ, thầy Kiên cũng không để ý lắm, các bạn có thể tìm hiểu nhé, tìm hiểu thêm.
Có một bạn hỏi lớp 7 số 300 giai thừa thì có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0? Đây là một cái bài toán cũng khá là hay. Khi mà con muốn đi tìm xem một cái tích có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 ấy, thì con có thể tính xem là từ, tất nhiên là từ 1 cho đến 300 có bao nhiêu số chia hết cho 5. Đấy. Thì cứ mỗi một số chia hết cho 5 nó sẽ tạo ra một chữ số 0 ở tận cùng khi nó kết hợp với một số chẵn. Tiếp theo là ta tìm xem là có bao nhiêu số chia hết cho 25. 25. Và ta tìm xem là nếu như mỗi một số chia hết cho 25 nó sẽ tạo thêm một chữ số 0 nữa. Đấy. Khi nó kết hợp với một số chẵn nữa. Đấy. Và tiếp theo chúng ta phải tính tiếp là từ 1 đến 300 nó có bao nhiêu số chia hết cho 125. Thì cứ mỗi một số như thế nó tạo thêm một chữ số 0 ở tận cùng. Đấy. Rồi ta tính xem 125 là hết rồi. Vậy thì ta cộng hết các con số ấy lại thì ta sẽ được số chữ số 0 ở phía cuối tận cùng. Bài toán thứ 7 của bạn HM gì gì đấy thầy không đọc được tên. Có lẽ là cũng có một số câu hỏi của các bạn ở trên các cái kênh Facebook, YouTube và TikTok. Tuy nhiên là thời gian thì thứ nhất là cũng hơi muộn rồi. Thứ hai ấy là thầy Kiên cũng chưa tổng hợp được các cái câu hỏi. Thì nếu như các bạn có những câu hỏi gì, các bạn có thể để lại comment ở trên fanpage hoặc là trên YouTube. Thì thầy Kiên sẽ đọc lại và nếu như có điều kiện thời gian thầy sẽ bố trí để trả lời và giao lưu với các bạn. Cuối cùng thì thầy Kiên xin chân thành cảm ơn các quý vị đã theo dõi cái livestream buổi học của lớp 5A cùng với thầy và trò của lớp 5A và ngồi đến tận bây giờ. Thầy Kiên xin chân thành cảm ơn và rất là cảm kích vì cái sự nhiệt tình của các bạn và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, đã cổ vũ cho thầy trò thầy Kiên trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Chào các bạn.